Hôm nay chắc là chơi hôm nay theo lịch có cái lịch mới các bạn thấy là hôm nay mình sẽ chơi game khác. Thì hôm nay chắc mình chơi Fall Guys các em ạ. Rồi, là bước đi mới nhá, invite này. Phải ấn P lần này đéo hiện đấy em ạ. Đúng rồi. À, đây 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 được rồi. Rồi. Tối qua nó đã bị thế. Leo là một này. Homer là hai này. Toby này, invite ba người đấy. Mic thằng Toby hơi nhỏ. Rồi rồi, chơi nào. Tập trung em ơi, bắt đầu đây. Ủa map này map tủ của tao rồi. Đi con mẹ. Đi là Alamide nhỉ? Không, không phải đâu, đi bằng chuột. Ủa, địt mẹ tao xếp hàng đầu rồi, địt mẹ vô đối rồi. Ủa, địt mẹ mà chúng quay tuổi luôn. Ui, địt mẹ nó hút tao ra rồi. Lồn mẹ, à nó chứ, không sao cả, tao đang lên đấy rồi. Tao vẫn đang dẫn ở hàng đầu. Ê, anh đang đi hàng đầu nhá, anh đang đi hàng đầu nhá. Ui, địt con mẹ. Ui, cái địt con mẹ. Cái lổn mẹ, bọn này cứ chen chen lấn xuống đây. Ôi. Ui trời ơi. Địt mẹ, ui trời ơi, địt mẹ. Ôi, tao lên đầu ơi, tao lên, sao mày đích ở đây rồi. Ô, 28 trên 37. Địt anh em đâu hết rồi. Địt bắt ra đi bắt chơi kèm vãi lộn, địt mẹ tối lộn là không tập luyện là chơi như cái cặc ghê địt mẹ. Có một thằng không mặc quần kìa, cũng đen xì. Mẹ đoạn đầu tao bị địt mẹ nó húc ngã. Mẹ em ghét lúc này vãi lộn đấy. Ôi địt mẹ map này khó vãi lộn địt mẹ thật. Map này phải từ tốn lắm. Map này khó lắm, map này khó thật. Map này địt mẹ nó có mấy cái thanh đầy đầy ra thì mẹ xong rồi mấy thằng lộn nó chen 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 để yên. Yên tao giải tám. Ui địt mẹ tao sẽ làm cuối cùng mày ạ. Lột bỏ. Lột bỏ mẹ rồi. Địt mẹ tránh khả nào. Địt con mẹ mày. Ui ui giời ơi. Ui ui húc nhau. Ui ui. Đừng có chen lấn số đấy. Địt mẹ mày. Để bố mày đẩy chết con mẹ. Ui 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 ui. Ui ui ui. Ui ui ui. Ui ui ui. Đây rồi đây rồi. Tránh ra đi mẹ đẩy con cặc kia chúng mày. Ôi đừng đừng đừng. Ôi. Ôi 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 đi con mẹ mấy chó ơi. Ôi đi mẹ mày đừng có đẩy. Đi mẹ chúng mày. Ôi cái địt con mẹ bị loại rồi. Điếu thế làm gì để cái chỗ này chúng nó địt mẹ húc đít quả cay vãi lồn. Sống rồi, sống rồi. Ôi Homer. Ôi 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 đi cơ mẹ nó cản đấy, cản đấy. Ôi vãi lời ơi. Ôi ơi em yêu đẩy vui hả đi cơ mẹ. Đi cơ mẹ mày đoạn này đơn giản là đi cơ mẹ đéo này. Đéo cái tiếng đến đấy mà em yêu đẩy nó đẩy. Nó đẩy, khoan nào không ơi, nó đẩy vào nút gì đấy. Nó đẩy hả? Nó đẩy vào nút gì đấy không ơ? Ôi bực phá luôn. Nó đẩy vào nút gì đấy, nó đẩy vào nút gì đấy. Nó nắm. Địt con mẹ. Cây vãi lộn đi là về đến đích rồi bị nó đẩy xuống vực ạ. Địt con mẹ mày. Nắm nó chuột một thôi nhưng mà nó đẩy cái gì ấy. Ờ. Quả đấy khác gì nó tóm tóc hôn mơ nó táp cho mày ra ngoài. Sao anh đéo lắm. Ôi trời địt mẹ map này lại map tủ của tao rồi. Địt mẹ anh em nhìn tao biểu diễn đây. Quả này tao vào top 10 cho anh em xem. Nói chứ không phải đùa đâu. Địt mẹ map này phải thăm minh chuẩn. Đúng nghề của tao luôn. Anh em nhớ đoạn này nhiều thằng dụng lắm nhá. Đoạn cuối nhảy cách rồi nhảy cho phải nhá. Cảm ơn An Trần nhá. Cửa nó cứ lên rồi nó hạ thử à. Ôi. Ôi đi con mẹ đen rồi. Đoạn đầu hơi đen. Ôi. Ôi ơi đi con mẹ hỏng
Ôi giời ơi. Úi giời ơi. Thôi chưa. Lạc 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 lạc. Địt con mẹ. Anh em dụng hết rồi à? Anh Bom ơi. Địt mẹ. Mà tủ này dở rồi. Tủ này có mà tủ lại. Tủ ai là tủ thờ rồi. Ui. Đây. Cái này dễ à? Các bạn nãy 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 các bạn nãy tôi bị bạn gái thơm cái đâm ra là hơi phân tâm thì thôi, anh em thông cảm, trận sau làm lại. Trận rồi chuẩn bị phân tâm bởi kinh chat đấy. Là con chó hiệp đen nhá. Đấy. Mấy ông cứ toàn chạy theo em. Thơm cái nên đâm ra là nó bị kiểu mất tập trung ấy. Có mỗi mình mày mà đi mẹ. Ờ, có mỗi mình em. Ờ. Mẹ rồi. Đó, lột được con thằng nào nữa. Ôi chết rồi. Ôi địt con mẹ. Đi ra bên đây hàng thủ, đi về nhà vãi lộn, đéo việc gì làm luôn ạ. Đi con mẹ. Đi về tiền đạo quả cà chua này. Ui đi mẹ, cuộc những pha tranh chấp giữa sân đang diễn ra rất quyết liệt. Vâng, bóng đã được lan vào, bóng sắp đập một dòng rồi, đánh đâu vào không, thủ môn đang Van der Sar đang bay người rất là quyết đoán. Ôi không được rồi, một cú đánh đầu bồi vào và 2-0 dành cho đội xanh. Đội vàng vẫn chưa thể đưa quả bóng tiếp cận vào khu thành của đối phương. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đội vàng. Nó lại lăn về rồi. Hỏng ơi, hỏng ơi, hỏng ơi. Đá phạt lấy nhà rồi. Thôi xong, xong, xong. Đội không, đi về trận này đi về đội xanh nó đá hay hơn mày ạ. Đây rồi, một tường bóng phản công của đội vàng. Đội vàng phản công. Có vẻ đội xanh nó phòng thủ rất là ác liệt. Đi về cặp đôi Vidic với cả Rio Ferdinand đang phòng thủ rất là chắc chắn ở trước phía cầu môn của đội xanh. Bóng vừa về đến cầu môn lại bị ấy lại rồi. Đây là tấn công của đội bóng xanh. Đội xanh tấn công. Rất nhiều cầu thủ đội vàng lao vào phòng thủ. Nhưng không được. Một cú đánh đầu đến từ Ruud van Nistelrooy. Tỷ số là 3-1 và về đã có một tình huống rút ngắn tỷ số đến từ đội vàng. Trận đấu vẫn đang diễn ra rất quyết liệt. Bóng đang lăn bên phía sân của đội áo vàng. Thôi xong rồi. Rất nhiều những cú đánh đầu. Và bây giờ thì bóng đang đi sát vạch 16m50 và tỷ số là không được rồi. Thủ môn cản phá nhưng không được, rất đen thì có cản phá lại đâm vào cột dọc. Ui rồi 4-1 rồi. Ôi 6-1 rồi. Có vẻ như buông rồi. Đội vàng buông rồi. Đội vàng buông rồi, đi mẹ mày. Em ghi bàn luôn. Không được rồi, cướp biển đi mẹ mày. Thủ môn nó chuyên nghiệp lắm, thủ môn nó có thể cướp biển này. Đi mẹ mày, anh em nhìn này, anh em nhìn là cướp biển này. Ôi thôi bỏ mẹ rồi. 6-3. Em ghi. Em ghi mà thủ lưới kìa. Ui dịt mẹ. Chính ra cái lúc quả bóng nó bắt đầu rơi xuống ấy, đánh đầu. Đúng rồi, rồi. Là đánh đầu luôn ở giữa sân. Giữa sân ấy. Xuất phát đầu đây. Hàng 2 sao tao thấy một xanh xanh giống tao hàng 2. Hàng 2 này tao xuất ra hàng 2 mày. Đấy, ui địt con mẹ mày đây rồi. Dô. Cái địt mẹ nó đẩy cái thằng lốt cáo này. Ôi đẩy con cặc ấy. Ôi. Địt mẹ. Ôi cái địt mẹ học ơi, đi nhầm đường, lầm đường lạc lối. Em lầm đường lạc lối. Sorry. Em lầm đường lạc lối đây rồi. Địt mẹ. Địt. Đợp nhau chứ. Ôi giời ơi. Đi lên tranh nhau cho bố mẹ. Đi lên mẹ. Ôi. Lên đi rồi. Đây trò này okay. Chơi là phải đấm nhau. Địt con mẹ mày. Đừng có bám. Anh em lên chưa? Đây rồi, tao về đích rồi. Đây rồi. Rồi cái quả bóng cuối nó hất. Đi mày vội bình tĩnh vội đè mấy quả bóng đi tuôn mẹ. Leo có vẻ leo phát lại lên rớt à? Cũng ổn định đấy. Ổn định. Phong độ ổn định mặc dù tối nào cũng tập. Lâu thế.
Ôi mặt lính này. Ôm trứng này, ôm trứng này, hay này. Cứ gì mẹ ra nhà nó mà lại bê về thôi. Đội mình đội gì đây? Mấy quả trứng vàng là nhiều điểm hơn đúng không? Đỏ nhá, mình đỏ nhá. Anh em ném được về đấy nhá. Ném cái gì? Cầm quả trứng rồi chuột phải về phía nhà mình ấy, là nó ném một phát thẳng về nhà luôn. Đội đỏ C2 quá. Từ từ, quả trứng vàng, có quả trứng vàng kìa. Đi mày. Kìa. Thằng cà chua, đấy là cà chua. Để anh mục tiêu tiêu diệt sinh lực địch. Anh em một người nào đấy phải về nhà để cho chú có đi ra đây. Bảo kê. Anh đang tiêu diệt sinh lực được. Để em đi ăn trộm. Để em chơi em ở đội phòng thủ á. Đây đi, tao đã cover cho thằng nào này. Đi bảo vệ nguyên thủ của ta. Tránh ra. Đít có mẹ có trứng. Đít vào đây. Đít vào đây. Lêu lêu. Nó giữa. Ôi. Ôi. Đít có mẹ. Sao anh nó đặt trộm hết rồi. Đấy. Nó đang vào cái quả vàng. Đấy là cà chua. Đây rồi. Đấy là cà chua. Đít. Đấy cà chua. Đây à. Ôi trời. Đít có mẹ là cà chua này phòng thủ kinh nhỉ. Đội mình nhiều lắm, khỏe được, lại được một bóng. Anh em yên tâm đi, anh đang cứ đi ra bọn xanh bắn trộm thôi. Ôi đít mà, có vào. Đội phòng thủ rồi. Mày chạy thế buổi rồi, ơ kìa. Ôi đây, cướp có vào. Ôi đít có mẹ, mày dân lại, nó lấy có vào rồi. Địt mẹ kìa. Cái lầm lồn của anh chết trà bây giờ. Ok đi. Tao có súng ấy. Lên. Bảo vệ. Ôi hay. Ôi đi cơ mẹ, tao mới bị lấy được rồi. Đi bảo vệ. Bảo vệ đây kìa. Lấy được quả vàng rồi. Lấy được quả vàng. Kìa đây. Lấy được quả vàng rồi. Địt con mẹ. Địt mẹ anh em đấm nhau. Địt mẹ phải sức đầu để chán ở bên nhà bọn vàng. Địt mẹ mà lấy được quả vàng ấy. Địt con mẹ. Địt mẹ bọn anh đấm nhau bên sứt đầu vẻ chán bên đây mới lấy được quả vàng ạ. Địt con vợ. Điên à, tôi đứng tôi cover đồng đội thế anh em mà team mate lo hết ạ. Vớ va vẩn. Nào địt mẹ mắt thì vui vui tí nào. Ui. Ui địt con map khó nhỉ. Map này. Map này khó nhất. Map này phải bình tĩnh một tí. Nếu bình tĩnh được anh ạ, nó đẩy khó chịu quá luôn. Má mày đừng chen là gãy á. Ui đi con mẹ. Ui đi con mẹ nó chen. Mẹ. Ui đi kiểu lớn ra. Thôi đừng có đẩy tao xuống. Ui giời ơi, địt mẹ cuộc đời sao bất công thế nhở. Mắt này mày nhảy 3 lần liên tục à. Đây rồi. Ôi nước lên. Ôi kêu bình tĩnh. Em lại hết nước rồi. Ôi từ. Này đây rồi. Bình tĩnh. Ôi cái chỗ lồn đây rồi. Đi trời có, ơi. Đừng có đứng ở vạch đẩy nữa đi nữa. Bực quá rồi. Có thằng về đích rồi ạ. Đi con mẹ. Em cứ đến cái đoạn 2 đấy em xem. Tao thế đi mẹ mày cú quá lồn. Mơ mắc kẹt rồi. Đi con mẹ. Nhảy thường á. Anh em bảo đừng nhảy vô cái đoạn vừa đấy. Tôi ạ, phải nhảy thường. Tí anh em mình làm lại. Đủ ma nó chứ nhảy quả đẹp thế rồi. Ôi, có thằng hoa. Ôi, tao đã xe thằng hoa đây. Ôi,
Ôi, ôi, ôi, nó qua đằng này, đít ra nó qua đằng này. Đâu, đâu, đít cơ mẹ ơi. Ôi, tao, tao, tao ra xe tao hoa. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Đẩy, đẩy, đẩy. Đẩy. Thầy đứng cản ạ, đi ra thầy đứng cản ạ, đi lại mấy anh trên. Vẫy tay kiểu gì đấy? Vẫy nút nào ấy? 1, 2, 3, 4. Thế à? Trời ơi, em sẽ mẹ vô địch cho anh em. Ô, 13 người, đéo hiểu chạy gì nhỉ? 3 người chạy. Anh em nhớ cổ vũ số báo danh 6487. Ok. Cuộc thi hoa hậu bãi biển. Lại mắt. Ui. Cày ở đồ. Ui dịt mẹ. Mắt này dễ mà. Cái hồn thế. Mắt này đấy, xui ấy. Khó vãi đái anh ạ. Hề xui á. À mắt này khó, mắt này khó nhầm ta tưởng. Nó đẩy cho phát thì. Đúng rồi, mắt này nó đẩy chết. Đây đi ra khỏi đi, đi xem một lối đi riêng. Cười. Đi cho mình một lối đi riêng. Các bạn ăn trần nhá. Ui vãi rồi đi được. Ôi lối đi riêng. Ôi trời ơi kìa kìa. Ở đây rồi, rồi, chạy chạy chạy, đầy đầy. Ôi ôi. Mày phải cố đi vào giữa cơ, mày phải hút hàng vào giữa ấy. Đây rồi, đây rồi, hút hút, chuẩn bị hút, hút nhau rồi. Ôi ôi, ôi ôi, ôi đi cái mẹ ôi. Ôi đi mẹ này kìa, ôi. Anh cái rùa vai hồn đi. Anh cái rùa đi bây nhảy. Bị chú húc mật lên đi đã ra thành đường ạ. Cái viên trước mặt ok mà cứ đi thẳng đấy. Đi còn mẹ mấy anh em phải non đấy. Ôi ôi ôi. Thật là check ý. Đây rồi đây đường thẳng về đích, đường thẳng về đích, về đích, về đích, về đích, về đích, về đích. Ôi rồi. Con chó này nó cứ đẩy. Ôi đi con mẹ. Ok, cái thằng cá sấu mà nó buồn cười bị anh em hút quá. Thế là nó sủa. Nó nhảy, nhảy lên được một ô, nó nhảy thêm một ô nữa, dính tiếp mà đi các bạn, đỉnh quá luôn. Thoát đi anh em ơi, trận mới nào. Thật sự là bức xúc. Em ghét cái map này vãi đái luôn đấy. Được rồi. Ủa. Bài tủ, bài tủ, bài tủ. Bài tủ. Bài tủ. Bài này chỉ hỗn leo là hay bị loại rồi. Bài bài tủ. Bật cuối của nó là cái lồn gì nhờ, tao quên mẹ mất rồi. Mấy cái cục bay bay hai bên. Mali Cyrus anh. À rồi, nhìn thôi. Rồi, tránh ra, tránh ra, tránh ra. Đừng chen lấn. Ôi ôi ôi. Ôi trời ơi. Ờ tao chưa lần nào tao nhảy được cái đấy luôn á. Cái đấy dùng AD AD ấy. Giống kiểu đi shop ấy. Ui đi con mẹ nó hút tàu. Ôi nó hút tàu vãi là lồn luôn ạ. Thế rồi đây rồi. Đây rồi, đây rồi, tao đi đâu rồi, tao đi rồi. Anh ơi em ngay sau anh đây. Ôi né là tín. Ôi tao né tín luôn. Leo bát đâu rồi? Tao đâu này, tao đâu này? Về đích này. Yeah, đứng thứ 7, đứng thứ 7. Tao đã bảo bắt tủ tao mà địt con mẹ game xe vãi luôn. Game xe vãi luôn. Địt con mẹ. Anh em thấy không? Tủ không? Tôi bảo tủ là nó là tủ mà địt mẹ. Làm đường thẳng luôn. Mày lại cứ chỗ nào đông người mình vào đúng không? Cẩn thận bị lừa anh nhá. Tao tao cứ đi theo thằng Homer nhá. Nhiều lúc mình nhảy không kịp đấy. Ủa. Cái chỗ nào vòng bám như đứng. Em gì đây? Đây, chỗ này. Ôi. Nhau thôi, cam nhau. Cứ ở giữa thôi. Chỉ có hai cái hình thôi. Hình gì? Quả gì? Cam ở đâu ấy? Mỗi hai hình nhưng mà. Cam đâu?
Cầm đâu? Đây à? Đúng à? Đứng ở giữa di chuyển nó dễ. Ở chuối cherry. Cam. Ôi, 4 quả đấy. Chuối. Đây tao đang đứng ở chuối rồi này. Ôi gì con mẹ. Bạn có tăng cái chết. Cam chuối. Nho. Nho tít đầu kia mà anh nghĩ là nho hoặc dưa hấu đấy. Dưa hấu ở đâu ấy? Đây đây, dưa hấu đây này. Nho ở ngoài cùng. Dưa hấu đây, tao đang đứng dưa hấu ấy, anh em vào đây. Đừng có đẩy nhá, địt mẹ đừng có đẩy nhá. Thế quả cuối là nho rồi, chắc chắn luôn. Ủa cái địt mẹ thằng nào? Tưởng có thằng nữa thì địt mẹ đoạn cuối kiểu gì cũng nho. Thì bất mãn ạ. Thế mày bị thoát à? Bị mất mạng. Phải luôn, thế giờ sao? Không vào lại vô địch được. Anh em. Ờ được rồi, thế thì mày vào đây nhìn tao vô địch kìa. Em đang xem sờ chim nhỏ. Được rồi, mày màn gì đây? Nhảy vòng à? À, cướp đuôi, địt còn mẹ này. Màn này khó đấy. Đến xem tao có đuôi không? Còn mình đéo có đuôi à? Tao có đuôi, tao có đuôi đúng không? Anh có đuôi đấy. Ờ, tao có đuôi. Em đây em. À, lỗ. Chạy, chạy. Địt mẹ mày, tao. Là... À, mày nhìn này, mày nhìn tao chạy này. Em đang bị lùa. Ôi. Ôi. Đi ra, cứ thế này thôi, cần lột thì phải phức tạp. Úi giời ơi. Em chạy ở dưới. Chầm mặt vãi lộn. Ôi đừng, ôi né tao ra, cái địt còn mày. Rồi. Láo. Ê, anh team mình có hai thằng AFK này. Anh trốn rồi, anh trốn rồi, anh trốn rồi. Ôi. Anh trốn rồi, anh trốn rồi, anh trốn rồi, anh trốn kỹ, anh ẩn thân rồi. Anh thật ẩn thân rồi. Anh trốn kỹ mà anh tàng hình rồi bọn này ơi. Anh tàng hình rồi này. Anh bật cái quay đít vào tường. Anh tàng hình rồi, anh tàng hình rồi, anh tàng hình rồi. Anh biến mất khỏi màn hình luôn này. Anh biến mất khỏi màn hình luôn này. Ơ đi mẹ, chúng nó cứ đuổi nhau. Ơ kìa, bắt cái lồn gì. Ôi trời ơi. Cho bố mày xin một phép tàng hình rồi. 2 tay, cố đi. Ôi. Ui. Ui. Anh tàng hình tiếp này. Ơ anh tàng hình kìa. Ơ đừng. Ơ sao mình lại. Cái địt mẹ chúng mày chơi kém vãi rồi. Là bố mày địt mẹ mày cầm cái đuôi từ đầu đến cuối ra là không ra nào chạm vào người địt bố mày. Bố mày vẫn bị loại à. Cây vãi gần luôn. Địt mẹ mày. Leo với cả địt mẹ mày. Tôi bị xem lại cách sống của địt con mẹ. Bố mày tăng hình như thế thôi vẫn bị loại à. Đéo chấp nhận được địt con mẹ. Địt mẹ mày. Đủ ma đó địt mẹ. Tao chơi trận địt mẹ khắc luôn đi người tăng hình đâu. Đội bạn có làm gì được tao đâu. Địt con mẹ. Thế vẫn thua. Cây cái lột địt mẹ. Tao bị loại tao phải cay chứ. Địt giữ được cái đuôi từ đầu đến cuối vẫn bị loại anh em ạ. Cú thật. Em cũng giữ được đuôi mà. Thế à? Địt. Thế lỗi là Toby rồi địt mẹ. Chỉ có là Toby là thằng mắc lỗi thôi. Có hai thằng AFK. Hai thằng AFK mà. À một thằng là thằng Homer. Em bị đít mà. Nhưng mà lo chịu em sống quá. Anh vẫn hiện hình của em ở đây. Ờ, từ, sao lại thiếu hút mơ sao mà? Kép, thoát đi anh em. Điện vai hút mơ đấy, đây. Mẹ, phải chơi trận tàng hình như thế rồi mà vẫn thua. Chưa đủ điểm. Thằng hút mơ lùn quá nhỉ. Nào, chơi nào. Ủa, em có tận 5.000 đô. Ừ, 5.000 là ít đấy anh ơi.
Anh phải nói em lùn, anh phải nói em dễ. Em hơn 9.000 mà bây giờ em mua xong một đồ vẫn còn 5.800 này. Mày mua đồ gì ấy? Ok, mua mệt đấy. Ừ, xấu ở mẹ. Nhưng mà nó cute. Đồ cấp biển bao tiền? Cấp biển hay xui, chẳng tầm đấy. Em thấy quần tôi đẹp không? Quần đẹp đúng không? Đẹp vãi lồn luôn. Quần của anh là quần xịt mà. Quần... em có cái đuôi con gà. Chứ mày không thấy cái quần của tao quần trái tim à? Địt con mẹ. Quần trái tim cute vãi lồn luôn. Mặc quần vào không ra đường người ta lại bảo biến thái. Quần cute đấy. Bài là bài gì chứ? Đéo thích mắt mày. Cái này thì cứ chạy ra. Ừ, ok. Nhưng mà đừng đến cái đoạn là thứ ba đừng chạy đường giữa, chạy bên trái phải ấy. Chạy đường giữa lại bay đấy. Yeah. Đoạn cuối có cái đoạn hững nào không? Tao quên mẹ mất rồi. Hình như có một đoạn hững mà. Phải nhảy sao ấy. Rồi. Địt con mẹ bọn này cứ chen chen chúc chúc ạ. À. Ua. Cái này ấy, theo kinh nghiệm là anh cứ để nó quất cho nó bay đi sau ra. Ôi bay đến cuối luôn này. Ôi ôi. Bay phát đến cuối luôn đấy. Bay phát đến cuối. Con mẹ tao bay mẹ ra ngoài vòng pháp luật luôn rồi này. Con mẹ mình bay phát đến cuối luôn ạ. À. Nó hất con mẹ em đến cuối luôn. Cái địt con mẹ cái cánh quạt của bùi này. Kìa thôi. Cái địt mẹ thằng luôn là. Ơi ơ. Cái gì vãi lồn ạ. À. Rồi rồi đang chạy vào rồi. Cứ bình tĩnh thôi, địt mẹ nó cứ kéo 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 khó chịu quá. Trái phải nhá anh em. Đừng có đi giữa. Ok ok, được rồi. Ôi giời homo. Ui mẹ ấn nhầm. Ui giời ơi, đừng đi giữa, vẫn đi giữa. Lôi. Ăn trục dưới rồi. Ôi con mẹ văng dưới. Ôi đông đấy. Ôi trời ơi! Không sao, còn sớm lắm, anh cứ thoải mái. Ok. Em ôi đây, tao sắp về đích rồi. Đi mà tao kéo cà chua, tao giữ được thằng cà chua rồi. Thằng nào kéo tao đây? Có hai thằng cản tao. Đi bảo vệ đâu, đi mẹ mày. Đi. Ôi. Vãi lồn em bị hất một phát đến chỗ cuối luôn ạ. Sướng quá lồn. Đây rồi, chọn cho mình một lối đi riêng. À đâu, đéo phải cái này. Đây là gì đây? Map này, map tủ tao này, địt mẹ mày, anh em nhìn tao biểu diễn này. Biểu diễn một lần duy nhất, ui, tao xuất phát hàng đầu luôn này. Nào, bắt đầu. Ừ, trái tim anh phải mặc màu hồng nhá, đừng mặc màu đen như thế nhá. Ủa cái địt con mẹ. Wow. Bên trái. Ua. Phải. Ua. Trái luôn. Ủa cái địt con mẹ mà đéo được. Tham minh không đủ. Về đích. Rồi, xong rồi. Đây ơi. Đã bảo map tủ mà địt mẹ mày nó gọi là dễ luôn. Dễ vãi lồn luôn. Hai chín à? 29 thì nó biết làm gì nhỉ? 29 thì dễ chia bắt chủ. Chia đội rồi. 29 này phải chia team. Ôi chà chà. Bây giờ địt mẹ mày có này cũng căng ấy nhờ. Cái đấy. Cái này anh em cứ chọn cho vắng mà đứng nhá. Ừ. Ok. Không có đẩy cho xuống thật đấy. Ui địt con mẹ. Né ra. Ui. Đây sự chọc kéo. Ôi. Chơi tấm là dùng nhỉ? Không dùng là thế dễ quá.
Dung mà, dung rớt dần mà. Không 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 dung không dung. Dễ vãi lồn nên loại thiệt lồn là được. Mẹ là nhảy nhảy dây à? Map này khác đéo nhảy dây. Quay nhanh chết đây. Thoải mái mà, dễ mà. 12 thằng bị loại đấy. À, em bị loại này. Ôi, đi coi mày chơi kèm đấy. Không phải em, thằng đéo đâu, chơi kèm. Chơi kèm đấy em. Chỗ này đúng là phải chọn chỗ vắng. Map này dễ mà. Con mẹ anh tưởng nó rung nó thả từng viên một xuống thì anh mới sợ cơ. Để anh ngó xuống xem. Anh ngó xem có thằng nào bị rớt không. Thế anh em mình còn ai không? Để anh xem nào. Tập chó bộ câu với thằng chằn 85 85 96 con này. Còn ai được không? Leo có sống không? Em còn em. À 95 28 còn này. Có mấy hôm mơ bị lại thôi. Em đi theo một câu rồi. Cái lúc ai mắc vui. Tháng mình chả chơi được cái này. Cái này khó quá. Ôi địt con mẹ. Máu này nhá, để mẹ anh dùng não cho bọn này xem này. Đến đoạn sau nhá, mày nhìn nó cứ Map này tỉnh, em cứ đi tìm đường sau. Thèn tí cũng được. Úi trời. Đây rồi, đây rồi. Cái này nó trơn lắm, có đẩy dễ rơi lắm. Ôi trời. Nhảy qua rồi sao nữa? Nhảy sang bên kia kìa. Ôi trời. Ê, lên đây con đường ấy. Đi tao vào giữa. Mới cho tao vào giữa. Đừng đẩy tao. Tao không đi đâu. Đấy, tao đi. Thôi, tao không đi đâu. Thôi. Mới Thôi, con chú mày. Tao không đi đâu. Con đường bên này đây. Ở đây, con đường cho bạn đây. Con đường này đi. Thôi. Con mẹ đến đấy rồi con trượt được ạ. Bom nhảy mái răng đa lửa. Tao nhảy húc mẹ đầu vào cái bậc mẹ ạ. Đi cũng phải cay mãi luôn. Anh em ai thoát được không? Đi con mẹ ông nào bảo tôi hèn ấy vỡ vã vẩn. Hèn là hèn thế nào? Chẳng qua là tôi đi mà tôi đi là tôi sao bị trường nó đẩy gã. Nên tôi phải đi ra nó đạo đứa trong. Đéo hèn chơi thì đéo được. Cái bao đi sau rồi. Cái bao buồn cười nó tà tà nó rúc rúc vào giữa. Không, đi về mày. Nó đẩy cho cái thế thành một thí nghiệm. Đi về mở đường. Đi về nó đẩy cho cái là thành cô gái Trường Sơn đi mở đường ngay. Đi về mày nguy hiểm lắm. Đi về mày đường. Thằng nó bị đẩy mở mẹ cái mày, đường toàn thì bom mìn thôi đi về. Anh vẫn đéo hiểu sao nó đẩy được mạnh như thế đó. Không phải đâu, em ơi, mày đứng đấy một lúc là nó có mấy cái bậc rung ấy, là mấy cái thằng đứng ở gần đoạn đầu tiên ấy, nó sẽ biết là cái bậc nào đi được, mày hiểu không? Nhưng vấn đề là địt mẹ những cái thằng đứng ở đầu đấy thì hay bị đi ra sao đi thúc, húc rớt rẻ hơn. Chạy bom được cạnh em vậy. Đây rồi. Đối đi riêng anh. Ủa cái địt còn mẹ mày, anh thấy nó riêng thật. Về sau thì nhớ đi lối đi chung nhá. Ờ, đúng rồi, anh nhìn rồi. Bên trái đây. Địt mẹ ăn cướp rồi. Các bộ thí nghiệm đây rồi, địt mẹ mày thấy thấy vật thí nghiệm đây rồi. Nào thí nghiệm đi, ở đây rồi, thí nghiệm đây rồi. Đây rồi. Uầy, thằng khoai tây mẹ đi chuẩn đấy nhở. Vật thí nghiệm. Thằng khoai tây chuẩn vãi đái ạ. Về rồi. Thôi, tao về đích luôn. Không kéo được, cái này không kéo kịp nhiều quá. Đi mẹ, cái này không kéo được, kéo này chết đấy. Đi mẹ, cái này dễ mà. Thế thằng nào bị loại đây để tao ngó cái. Leo bị loại à, Leo? Anh có nhìn thấy thằng góc ở trên cùng bên trái không? Đứng cao nhất đó. Đâu có thấy lồn đâu. À 8596 ở đây rồi.
cao như thế. Bạn này dễ mà, bạn này bạn vừa rồi là chuyển đi mẹ đi theo sau lưng là qua, không cần. Chính mấy thằng đi đầu dễ bị loại. Húc trượt cửa là đi mẹ mày tụt hậu luôn. Đít mẹ mày, bọn anh bắt chiếc này. Đít đít mẹ, kéo cái con mẹ mày, kéo cái con cặc này. Ôi đây 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 đây, đẩy con mẹ mày. Đứng đây đứng đây, đít mẹ, đẩy 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 con cặc cái đít mẹ mày, đẩy bố mày kéo anh em mình đít mẹ đồng quy ưu tận giờ, đừng có đúc vào người bố mày. Bố phải cho đồng quy ưu tận. Ơ em ơi. Ơi. Bình tĩnh mà chơi thôi. Đúng rồi, cứ bình tĩnh thôi, cái này dễ mà. Quy luật là nó cứ lặp đi lặp lại thế mà. Ui giời ơi, địt mẹ mày bắn đi quả tín luôn. Kéo mơ kinh hết. Ôi. 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 Dở rồi, thế là dở rồi. Đít mẹ, 12 trên 15 ạ. Nghe tiếng hát thất thanh là dở rồi. Ôi. 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 Xong rồi. Mày đi. Ôi mày vai luôn. Được luôn. Đấy, ngay mà đá bóng rồi. Theo thủ môn đấy. Đâu, đâu, đâu. Xem Leo Messi đá bóng nào. Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng đến với trận đấu giữa đội Xanh Da Trời và đội Vàng. Tôi xuất phát bên phần Xanh Da Trời gồm có hai tuyển thủ Leo Pat và Homer. Em về thủ. Đây Homer đã thí sinh mang 6487 đã chuyển về vị trí thủ môn rồi. 8596 đang vị trí tiền đạo. Leo Pat đang có bóng ấy rồi. Anh chuẩn bị dứt điểm nhưng anh sút toàn trượt thôi. Bóng đang lan về hướng. Ui đây là một tình huống 4v1 nhưng mà bốn tuyển thủ đầu xanh đá như lồn để cho một tuyển thủ đội vàng rê qua cả bốn cầu thủ. Thôi xong rồi, đây là một tình huống dứt điểm của đội vàng. Leo Pat đang cố gắng lao về phòng thủ, có kịp hay không đây? Vâng, những tuyển thủ đội xanh đang chơi bóng một cách rất nghiệp dư. Trong khi đó bên đội vàng họ chỉ cần có 2-3 cầu thủ thôi thì mọi thứ đã khác rồi. Bóng đang lăn bên phía phần sân của đội xanh rất nhiều. Một tình huống đánh đầu. Vâng, và bây giờ thì thủ môn. Đây rồi, một tình huống phá bóng rất tuyệt vời đến từ trung vệ Leo Pat. Vâng, tiền đạo kiêm trung vệ, và bây giờ thì Leo Pat làm gì? Thôi xong rồi, 3 thằng đánh 1. Vâng, Leo Pat đang phải chống chọi với 3 player bên phía đội vàng. Một mình Leo Pat mà thôi. Tình huống là 1v3. Có sự hỗ trợ đến từ ai đây? Đây rồi, 2v3 nhưng không được rồi. Rất cố gắng và đó là 1-0, 2-0 dành cho đội vàng rồi. Giờ thì Leo Pat đã đổi vai trò, anh ấy chuyển về vị trí thủ môn rồi. Ôi phản lưới nhà, bỏ mẹ rồi, thôi xong rồi. Một tình huống phản lưới nhà đến từ các cầu thủ đội xanh. Tiếp tục là một cú sút xa đến từ các tuyển thủ đội vàng. Vâng, tuyển thủ đội vàng họ không cần phải di chuyển sang phần sân đối phương, họ vẫn có thể ghi bàn một cách dễ dàng. Và giờ Leo Pat đang đẩy lên, tuyển đội xanh đang đẩy lên, hai bàn được trông thấy. Và bây giờ là cú dứt điểm, có vào hay không? Và đó là 2-3 dành cho đội xanh. Trận đấu đang rất căng thẳng, tỷ số đã được rút ngắn xuống ở những giây phút cuối cùng. Chúng ta vẫn còn đến tận 1 phút nữa cơ. Và bây giờ thì đội xanh đang tràn lên. Vâng, tiếp tục 3 đều rồi. Đội xanh đang dồn lên tấn công. Họ đang chơi trên kiểu không còn gì để mất nữa rồi. Nhưng bóng đang lăn bên phía phần sân đội vàng. Thủ môn đâu rồi? Thủ môn đâu rồi? Ô thủ môn lạc à? Ôi ơi ơi. Ôi ơi ơi. Ôi ơi, bóng đâm một cột dọc rất may mắn. Và bây giờ thì cần có những tiếng phục thủ tốt hơn. Dứt điểm, tiếp tục là một tiếng đâm cột dọc nữa. Hai cú sút cột dọc liên tục. Và bây giờ là một tiếng phản công dành cho đội xanh. Vâng, rất căng thẳng. Bóng vẫn đang lăn bên phần sân của đội xanh. Và đội xanh đang trước phản công. Vâng, họ có đến 3 tiền đạo tuyến trên. Lao lên, nào, đây rồi. Cơ hội là đây chứ đâu. Dứt điểm nào. Tương khắc tỷ số. Không được rồi, thủ môn đã có pha dứt phòng thủ quá chính xác. Với bóng lại đảo ngược chiều. Leo Pat đang cố phòng thủ tình huống này. Leo đâu rồi? Một tiếng đánh đầu tốt đến từ Leo. Phá bóng ra khỏi vòng 16m50. Và đây là một tiếng phản công. Leo đâu ghi bàn? Leo gặp với cả con vịt. Leo gặp con vịt thì có gì đây? 2v1, 2-1 không chuột tí què. Đâu rồi? Còn có 5 giây nữa thôi. Ghi bàn đi nào. Kéo nó đúng rồi em ơi. Kéo ra thủ môn, kìa 1 giây, ghi bàn đi thôi. Em giữ con mẹ thủ môn lại. Nhưng quả đấy chưa được tính nó vào mà. Được quá. Nhờ vẫn thẳng cái đít con mẹ mày, căng nhỉ, trận này căng quá luôn.
Anh em có người bảo là tại vì hai quả bóng đều nằm bên phần sân của vàng nên là được nhận thắng hay sao ấy? Không. Quả bên vàng, một quả bên trên. Sau cái thời gian hết giờ là thằng nào ghi bàn trước là thằng ấy thắng luôn. Đâu rồi? Ôi, địt mẹ, bàn này nó cứ kiểu không hợp phong thủy với tao lắm ấy. Địt mẹ nó cứ bị hơi bị xoay xoay xoay. Nó là em luôn. Map cái đoạn cuối là anh phải nhảy hai nút đấy. Cái map này ấy, anh cứ chạy theo đúng cái vòng xoay của nó ấy, nhanh lắm. Ta xuất phát đầu tiên này. Tao vẫn đang ở top đầu. Địt con mày. Địt mẹ, hay là cà chua đi trước tao mày ạ. Tao đang đi sau hay là cà chua thôi. Ơ cái địt mẹ nó, tao bị đẩy đít rồi, tao tụt hậu rồi. Tụt hậu rồi, tao leo vượt mặt rồi. Ngã con mẹ em dưới rồi. Ôi. Ôi. Em ở đây mà. Tao ở dưới đây, tao bị tụt ở dưới. Tao ở dưới đây. Địt mẹ hai cà chua giờ lại ngay trước mặt tao ạ. Hai thằng này chắc bị rớt xuống dưới. Ôi, quên nhảy. Quên đấm nút nhảy, địt con. Về rồi á, địt mẹ hỏng rồi. Đây nè anh em ơi, còn nhiều lắm, thoải mái, anh em vẫn ở top trên. Ôi, cái địt mẹ quả bóng ở đâu ra đây? Kim, thoải mái. Đây. Kéo, thằng này tránh ra. Đây rồi, tao vào vòng trong rồi. Địt con mẹ. Được, em làm hậu vệ không? Anh em thấy thằng nào yếu nhất anh em mình bắt nạt, địt mẹ. Đúng rồi, cứ bắt nạt rồi. Bắt nạt cái đéo chấm bóng về nhà sân nhà nó. Mình bao gì, mình bao gì. Bọn màu sắc nhiều bóng nhất. Màu vàng. Vàng. Đẩy bóng này. Nào, đi. Em phải đi một thằng. Ba mày là cứ đi mẹ một thằng luôn. Đéo cho nó bóng. Rồi em thủ. Cái địt con mẹ. Bọn xanh nghe, đi bọn xanh nghe. Đang hòa đấy. Đây, tao đánh đầu ra ngoài này. Đi con mẹ. Ôi, hay hay. Đây. Đi. Tủ cái lô đấy, đi. Phải cướp chứ, phải chia chiến tuyến cho mày. Có tiền đạo, có hậu vệ chứ. Nó đá con mẹ hết bóng về đá nó rồi. Được, em về thủ ấy. Đây. Út đéo có bóng ấy. Đây, phải lấy về đã rồi mới thủ chứ, đi mẹ kìa. Giữ, vòng thủ. Vòng thủ, tao sao cướp một sạch này. Chia đi anh em thủ đi. Để mình tao cướp rồi. Bắt nạt thằng đỏ ấy, đừng bắt nạt thằng xanh. Đấy em được một thằng đỏ không có bóng. Không, thằng xanh nhiều bóng lắm, tí nó phải sang nó cướp của thằng xanh. Thằng đỏ kiểu gì nó cũng cướp. Thằng đỏ này đứng lại. Cứ lấy. Em thấy là cứ bắt nạt bọn đỏ thôi là cho nó thua thôi. Đấy, bọn đỏ cháo quả nào đâu mà bắt nạt luôn. Xong rồi ấn chuột phải. Đấy rồi, tao đánh đâu là quả về bên mình rồi. Ui, địt con mẹ mày đéo được, địt lại một mình tao giữa vòng vây quân địch. Anh nhìn không, bọn xanh nó đang sang bắt nạt bọn đỏ, nó đéo cho bọn đỏ lấy bóng. Anh một mình anh để sao anh lấy con xanh á. Đi con mẹ mày đéo được em ơi. Thôi đừng lấy bọn xanh, cứ bắt nạt bọn đỏ là được rồi. Bọn đỏ cho bọn đỏ nát luôn lại lấy bóng rồi. Không quan trọng. Anh em mình sang bọn đỏ đi. Đấy. Chỉ cần cho bọn đỏ nó chết thôi. Kiểu vậy là đi bắt nạt kẻ yếu đúng không em? Bắt nạt mà. Sói này. Ui, có con cú này đẹp ấy. Ui, địt mẹ là hình như là lần đầu tiên anh. Lần đầu tiên cả bốn anh em mình địt mẹ vào được cái vòng này nhỉ. Em thả chuột phải nó văng ra mà. Giữ chuột trái anh thả chuột phải một lúc, anh giữ một lúc rồi văng ra luôn. Cái này là chạy nhặt đuôi cá nhân đấy nhá. Cá nhân đó là sao? Là có đuôi thì anh phải chạy hết đấy. Ai cũng thể ăn trộm được đấy. Nó không chia đội đâu. À, chia đội mà. À, không, tao có đuôi. Thế thì chạy đi anh. Ôi, mất đuôi rồi. Láo. Địt mẹ, đây rồi. Úi giời, địt mẹ mày. Nó cứ phải gọi là khéo luôn, địt mẹ mày. Úi giời. Úi, đuổi con cặc. Ơi. Ê, địt mẹ, bố mới tàng hình rồi, đuổi con cặc, bố mới tàng hình rồi.
Ôi trong 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 đua có đua mẹ nó tăng hình rồi bị cướp rồi. Ở đuổi sau cho một cười. Tránh ra đi con về. Đúng rồi đấy. Bố mới tàng hình rồi. Bố mới tàng hình, bố mới tàng hình, bố mới tàng hình. Bố mới tàng hình. Sao thằng này đéo cướp được đuổi của nó mày. Ôi. 28 giây. Thôi. Ê mất đuổi rồi. À. Bố mới tàng hình. Bố mới ơi. Thôi lại có đuôi này. Con chó cứ nhảy theo em bạn đi thế. Ây à. Anh em ơi tôi tàng hình này. Không thằng nào biết tôi ở đây luôn. Một giây này. Ôi. Thắng rồi. Yeah. Đỉnh vãi anh em thấy không? Đỉnh vãi luôn luôn. Kêu thắt thanh ui rồi. Là biết rồi. Đấy có những thằng. Có thằng nào bị loại không? Chào bác em. Mới leo à? Đâu leo vẫn qua mà. Em bị loại. Không mơ. Còn đuôi, đuôi nó không chặt. Có nhìn thấy nếp nhăn trên người không? À ok ok. Miêu tả nếp nhăn trên não đấy. Dễ là map cuối này. Leo núi này. Chuột luôn. À, cái map này nắm map miệng là phải chuột. Map. Nắm chuột trái. Map này chạy map 2 map à? Đúng không? 2 map anh. Đúng không? Cứ chạy ở 2 map okay, thôi. Ok ok ok. Cái địt mẹ sao lại trượt ngát được đoạn này. Địt con. 2 mét anh ơi. Anh biết rồi nhưng lúc anh bọn nó đi đâu ở giữa thì làm ôi, sao thằng chó kia nó chạy hay quá. Ôi con cà chua. Con mẹ con cà chua. Ôi cái địt con mẹ ơi. Thôi bỏ mẹ rồi. Ôi ôi. Ôi con. Ôi hack rồi. Ôi thằng cà chua. Đi. No. Ông chết rồi nắm được. Đi. Còn mẹ. Mẹ một bước nữa rồi. 4 5 6 á, thằng này số đẹp đấy nhỉ. Khó quá. Như là lần đầu tiên anh em mình vào được sâu trong đấy nhỉ. Đây, chuẩn bị vô địch đến nơi rồi đấy. Em chưa bao giờ tận hưởng cảm giác vô địch. Anh được mày nằm vào cúp một lần. Còn mẹ anh em mình lại tấn công Lionel Messi anh ơi. Đã từ giữa ấy chứ còn để nó dồn bóng đến cầu gôn thì đéo thủ được đâu. Anh em màu vàng. Anh em màu vàng. Và quan trọng là phải tuyến giữa. Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với cả trận bóng giữa đội tuyển của Leopard và đội tuyển màu xanh Blue. Đấy rồi, trận đấu nó bắt đầu căng thẳng ngay từ những giây phút đầu tiên. Bóng đang lan ở khu vực giữa sân. Vâng, các cầu thủ vàng đang có những tiếng bàn bật khá khét ở khu vực giữa sân. Trong khi đó thì đội xanh đang dồn lên, sức ép là rất lớn. Và đang là những tiếng cầu thủ không được rồi, 1-0. Một pha đánh đầu rất tốt đến từ tiền đạo bên phía của đội tuyển màu xanh. Và tiếp tục là những tiếng lên bóng. Đội vàng đang có những pha phản công. Vâng, ở phía hàng phòng ngự thì bộ đôi Vinic và Ferdinand đang thi đấu khá ổn. Trong khi đó tuyến giữa thôi xong rồi. Vâng, một pha thủ tốt đến từ vị trí của Van der Sar. Bóng đẩy ra và đây là một tiếng phản công nhanh đến từ đội vàng. Mới chỉ là một bàn thắng mà thôi, chưa nói lên được điều gì. Tuy nhiên các tiền đạo bên phía đội xanh vẫn đang thi đấu khá là xuất sắc. Chỉ cần có hai người một đều rồi. Một tiếng gỡ hoàn trông thấy và đang có một tiếng tranh chấp 2v2 ở phần sân nhà. Rất nguy hiểm, lao vào nhau, không lao vào bóng mà lao vào nhau. Những tình huống đánh người rộn lộ liễu và rõ ràng nhưng rất may là trận đấu này không có trọng tài. Và bây giờ thì sao đây? Vâng, một tiếng phòng thủ rất quyết liệt. Vâng, lăn xả đến từ đội tuyển đội vàng. Quá hay đến từ tài năng trẻ mang quả đầu địt mẹ tóc xoăn. Vâng, đây là cái gì đây? Cái gì đây? Tôi không biết nó là cái lộn gì luôn. Nhưng mà tình huống vẫn đang là 1-1 kia 3v1. Vãi! Một pha chặn bóng quá tốt đến từ trung vệ của đội tuyển áo vàng. Và bây giờ thì vẫn đang là 1-1 mà thôi. Trận đấu đang diễn ra rất căng. 1v3. Và bây giờ có thủ được không đây? 1v3. Thôi xong rồi, địt mẹ 1v3 để cho tiền đạo đội bạn rê qua cả ba người và ghi bàn. Và bây giờ thì tiếp tục. Vâng, thủ môn quá hay.
Thủ môn đội tuyển đội vàng từ nãy giờ vẫn đang thi đấu rất tốt luôn. Và đây là một cú phản công, nhưng không được rồi. Thủ môn đội bạn đã băng lên rất cao và bóng đang lăn vào lưới. Hai đều, ba hai dành cho đội sơ vàng. Không thể tin được. Vâng, nhưng đội tuyển đội xanh có vẻ như hơi luống cuống trong pha phòng thủ vừa rồi. Và đây là một cú phản công, nhưng thủ môn đội vàng lại một lần nữa cho thấy sự xuất sắc của mình. Chắc chắn đây là, vâng, đây người ta gọi là có thể là Edwin Van der Sar, Alisson gì đấy. Vẫn là những yếu thủ rất chắc đến từ thủ môn đầu gấu bên phía của đội vàng. Trong khi đó thì thanh niên đầu que chọc thì vẫn đang thi đấu rất tập trung. Các tuyển thủ đội vàng cần phải phòng thủ tốt hơn. Vâng, đang có những tình huống đánh người trông thấy trên sân bóng. Và bây giờ cá sấu đang có bóng, cá sấu đẩy bóng lên cho đồng đội. Và trong khi đó thì thủ môn đội vàng vẫn đang thi đấu rất tốt. Vâng, thủ môn con gấu, đầu gấu thì đúng hơn. Và bây giờ thủ môn đầu gấu sẽ làm gì đây? Bóng đang lăn rất gần thủ môn cầu môn đội vàng. Đây là những tình huống gây gia tăng sức ép đến từ những đội tuyển áo xanh. Và đây là một pha dứt điểm, phòng thủ hay quá tốt. Những bóng kia rất căng thẳng và đó là ba đều rồi. 4-2. À 4-2 à? Hả? Mình thắng hay thua? Thắng. Sao lại 4-2? Bàn cuối 3-2. Thế quả cuối chưa vào à? Quả cuối đang lăn vào lưới. Quả cuối vào rồi, quả cuối bên kia vào rồi. À. Em phải ghi hat-trick luôn đấy. Messi không phải đâu, đi bên mày ấy, bên mày có thằng thủ môn đầu gấu đi bắt hay vãi lồi luôn thề mày. Quả cuối mẹ ở bên gôn của vàng ấy có ba thủ môn. Đi mẹ thằng vàng thủ môn đầu gấu bắt hay mà. Ủa sao nó có bốn thằng chơi này? Cái này mà không top 1 được nữa thì thôi vứt nha. Anh phải thấy mẹ em. Còn ai đây? Em leo à, đi mẹ mày mang top 1 về cho team nào em ơi. Có gì một thằng lấy top 1 một thằng đẩy, nếu mà lúc sau còn ba thằng ấy thì một thằng đẩy thằng hai anh em, một thằng đẩy mẹ thằng còn lại xuống dưới là xong. Được anh ơi. Một thằng chết rồi kìa. Thằng ấy. Sao mày lại đứng cạnh tao? Để em cạnh chúng nó, để em giữ chúng nó đó. Anh cố gắng chiến đấu nhá, em là thằng. Ôi nó xuống bên kia kìa. Toby ơi, về bên đây. Ôi Toby cẩn thận tí nhá, tí nữa ba hai vết một ra đây rồi. Không, Toby đang đi đẩy kìa, nó zoom kìa ơi. Toby ơi, Toby về đấy đẩy đi đẩy nhiệt tình à. Ôi kìa, đẩy ra giữ được gấu ơi. Toby vẫn sống ơi. Ôi thôi Toby ra đi ơi. Ơi hai Toby ơi, đây bây giờ chiến thắng đi. Một thằng đẩy nó ra một thằng đẩy nó ra kéo cho nó nhảy một lần kéo thằng lấy top 1 thế này ta tích thôi. Kéo nó vào đúng rồi thằng Tommy kéo đi về ăn hai vãi luôn đi con mẹ. Một đi về thằng leo một ăn hai vãi luôn đi về phải kéo cho thằng leo. Đúng rồi, giữ im nó đua to rồi. Giữ đít nó là đi về cho nó dính thứ hai là không bay là top 1 thì còn lộn gì nữa. Đít mẹ. Ôi đít mẹ mày leo, đít mẹ mày. Ôi ai top 1 hình như leo top 1 hay sao? Leo đúng rồi, đít con mẹ mày. Chua chó mày lồi đấy, đít con mẹ mày thế top 1 à, đít mẹ mày chơi game nếu mà dùng não top 1 à, đít con mẹ mày. Leo rơi sau đó. Đéo hiểu đít mẹ mày. Em giữ nó lại, để hai thằng cùng rơi. Giữ cái lồ đấy đi mẹ mày, rùa chó mãi luôn đi. Chơi thế mà tôi một được à, đi con mẹ mày game. Đi con. Cái game mãi luôn đi. Đéo hiểu sao đi mẹ. Theo sao 1v1 thì mẹ để kéo áo nhau do ông kia rơi trước ạ. Mẹ Toby của ta tích anh em mình nhớ bàn đã hợp lý thế rồi. Cần giữ thôi. Giữ đít không cho nó nhảy là được, không cần bên là, đây là có chết rồi. Giữ thôi là nó chết rồi. Đấy anh em đâu, tôi đã bảo trận này team tôi lấy top 1 về cho mọi người. Oh Cherry. Rồi, đã thấy hai cái rồi. Ok. Cherry, tao đứng đúng rồi. Cherry nhiều lắm, đứng ô nào chả là Cherry. Kéo em mày, ôi mất dậy. Đâu định kéo em. Mày phải đứng vào giữa ô ấy, phải an toàn. Chuối. Chắc chắn quả này chắc chắn là chuối này. Chuối hoặc cam thôi. Tao chọn chuối hoặc cam từ đầu luôn này.
Chuối đây, cam ở trên mặt tao, thế là cần rồi. Chuối thôi, chắc chắn là chuối rồi, chắc chắn là chuối rồi. Em đứng chuối luôn đi. Ơ nho, nho đâu ấy, nho đâu, nho đâu. Ơ đi, bẹo bẹt lại nho à, ơ đi lại chứ. Đéo phải chuối. Ôi, có đang hack kìa, có đang hack kìa. Chết rồi. Mẹ dưa hấu ở tận đầu kia. Cam à? Đấy, tao định sẵn ở cam rồi. Ơ, nhìn mẹ nhìn mẹ ơi, chúng nó nhảy vào chỗ tao à, nhìn mẹ tao nhớ như sai sai, nhìn mẹ mà tao đứng không phải bằng cam, tao tao thiếu di chuyển nên chúng nó cứ tưởng, chúng nó cứ tưởng đấy cho tao đứng là cam, chúng nó nhảy vào à, nhìn con mẹ. Tao đứng im nên chúng nó cứ tưởng chỗ tao là cam, nhảy vào đi. Chua cái hack kìa. Tao thì đang nghiêng đầu địt mày như có gì sai sai đâu, địt mày cam nếu phải chỗ này cam là nhưng mà địt mày tự nhiên là chúng nó cứ nhảy hết chỗ mình thì mình cũng được đi mà mình cũng đang kịp nghĩ đi ra sau ấy anh em một thằng fake cho đấy là cũng ăn tiền đấy fake ông đi mà fake chết hết rồi anh em đang nhảy về cam rồi nhá tự nhiên nó nhảy hết về chỗ anh bom hay sao nó đẩy mẹ em ngược lại đúng rồi, đúng rồi. Đi con ra ngoài buồn cười luôn đéo nhớ từ chúng nó nhảy hết ở chỗ tao ạ đi về. Em mình quay đầu mình nhảy về cam đéo xong mấy ông lại đứng con mẹ bên cam rồi nhảy con mẹ về đầu này con đẩy con mẹ mình đéo chứ nhảy các ông sợ sai đi cơ mẹ 9528 đi đi con buồn cười ông tao nhớ là tao đứng ở quả chuối sao ấy đi con mẹ hay quả gì đéo phải quả cam. Tao tự nhiên tao thấy tất cả nhảy của tao, tao thấy hình như là tao thấy ơ thế hóa ra mình đứng đúng à đi cả mà tao đang nghiễm đầu thì thấy rơi đi. Chơi vào đấy chí mạng quá. Mạng vào đâu mạng. Đâu mà đi cơ mẹ mày cả lũ nhé. Cái nhảy nhiều quá lồn. Địt mẹ cái ô đông nhất còn lồn gì nữa. Tao chơi đàng hoàng cho chúng mày xem. Không có cửa luôn. Ôi loại 16 thằng à. Ok. Có một anh em ơi. Tránh ra. Con lồn của con gà này hack. Nó biết chưa? Con mẹ con gà đấy nó chạy nhanh. Con gà đấy nó kéo đi tao ạ, địt con mẹ cay vậy. Con gà nó kéo đi xong nó hack speed nó chạy. Thấy không? Nhìn thấy không? À nó cứ kéo đi xong nó hack speed nó chạy à. Ôi lạc. Con lột. Ôi địt con mẹ nó tí nữa. Né nó ra, né nó ra. Né con gà ra, con gà nó kéo đi xong nó hack speed nó chạy đó. Thấy không? Nó cứ đang hack speed chạy được. Ơ hình như con gà rơi, con mẹ chết mẹ rồi. Con gà hack speed của đà rơi chết mẹ rồi. Anh bom nhảy giữa ơi, ra mẹ mép quá là ngã đấy. Ôi địt mẹ, lẩy nó lẩy tao, địt con mẹ. Em bảo là nhảy giữa thôi, nhảy gần quá nó đẩy ngã đấy. Lồn mẹ. Ôi trời. Nó đẩy đi tao vào đấy. Trước em bị chết mấy quả rồi. Lại còn niềm hy vọng cuối cùng à. Chị con mẹ mày. Xem bọn ấy hút nhau buồn cười lắm. Đẩy vãi luôn mà. Ui xôi. Không biết được. Nào xem chạy đi nào. Đi mẹ leo núi được thì tốt. Ngã đúng ông bom nhà mình đi. Cay. Cay thật đi trời. Nó còn nảy lên đó. Đi mẹ cho leo núi phát nào. Ui, lại cái này à? Mình như kết thúc này, final này. Đúng rồi, final. Final mà cái này mà đông cái này thì mẹ dễ hẹo lắm. Ờ,
nó lại rụng ấy. Mẹ nó cứ kéo ấy, bọn chó kéo khó chịu vãi. Em cứ một mình cứ kéo đừng có bấm cái gì cả. Chỉ ấn nhảy thôi. Đứng đứng im một ô thôi, nhảy thôi. Để ô toán ấy. Bọn này nó cứ chạy ra đây nhở. Chạy nhá đi, em đừng kéo bố mày. Dung kìa, bỏ ra. Bỏ ô đi kìa, bỏ ô đi. Dung, dung kìa, ôi kìa. Ôi mày đen nó. Ôi nó rớt luôn. Đây này, cắt như là rất là đen này. Khả năng là dung hết ô bên này. Dung hết ô bên này, bên kia thằng kia là vô địch. Đi thề, cố gắng thôi. Ôi đi mẹ lại sang được ô này à, ôi đi mẹ giỏi vãi lồn over. Sang được mà sát là sang được. Ôi đi ra bên kia. Bên kia là đi xong rồi, không ra ngoài kia mày chắn luôn lo cái đoạn nó nhảy sang ấy. Đéo cho nó bám vào cái thành là xong. Bám vào cái thành của gì ấy? Thì nó nhảy sang nó phải nhảy vào vào cái map đúng không? Mày chỉ đứng đấy chắn là nó nhảy hút vào người mày là nó tự rơi mà. Vậy tao bị phát rồi. Mày quá mày ở ngoài chơi hòa bình thì mẹ đéo ấy, đéo kéo. Nghĩa là biệt đội này thi nhảy dây, mày đứng ở đầu là được ấy, tí nữa mày mà có bị sao ấy, nó hất về đằng sau, mày đừng đứng ở sau cùng. Mày đứng ở đầu tiên ấy, để nếu mà mày hất lỗi ấy, nó lại va vào mấy thằng kia là rơi mấy thằng kia xuống, hiểu chưa? Em biết rồi. Đừng đứng sau cùng. Căn tham thôi. Nhờ ấy. Dụng dần nữa đấy. Năm ông thi nhảy dây. Còn thằng cuối thì anh bảo mày giữ nó lại không? Cả hai thằng. Anh em mình có truyền thống top 1 ở bàn này này. Bắt đầu nhanh này. Nhảy trước ấy, nhảy sớm lên tí. Bắt đầu nó quay nhanh rồi. Ôi thằng gà đi rồi. Còn 2. 1 vs 2. Giữ nó đi. Ai đi mẹ về, ai ông ơi, tao đã bảo vào đi mẹ, anh em mình chuyển thống top 1 bàn này vào đi mẹ. Đúng không? Ta giữ nó xong rồi mình nhảy lên hiểu không? Thôi top 1 là đẹp rồi, anh em mình nghỉ nha. Chơi nhiều rồi mệt. Rồi top 1 rồi, anh em hôm nay chơi này thôi nhỉ, mệt quá thì được tài. Chính ra cái map đấy anh em biết cách để nhất đấy nhỉ. Đi vào map tủ của anh em mình mà. Chạy đến cuối còn một thằng kia ấy, anh em ra giữ nó lại. Đi rồi gần đến cái phút ấy thả nó ra xong chạy xong mình nhảy. Đi. Nhưng mà nó cứ giữ mình thì hài vậy. Còn đấy tham minh mà, còn đấy tham minh đỉnh vãi lồn luôn. Còn đấy tham minh đỉnh mà. Còn giữ tham minh hơi bị đỉnh. Thì mày giữ đúng lúc mà. Ok anh em nhá, hôm nay mình livestream này thôi, giờ mình mệt quá, mình xin phép off stream sớm. Bye bye mọi người. Bye bye.